Các bạn các anh chị đang có nhu cầu tìm một cái dàn máy để có thể mà livestream nè, làm việc nè, chơi game nè, dựng phim nè, thì hôm nay Hữu sẽ giới thiệu cho các bạn các anh chị một cấu hình máy tính để các bạn có thể sử dụng. Và đây cũng chính là cái cấu hình mà mình hay đi lắp những cái phòng livestream cho khách hàng. Các bạn có thể sử dụng với nhiều cái mục đích khác nhau. Thì ở đây Hữu đang sử dụng một cái cấu hình là Core i5 thế hệ 13 ha, RAM 16GB, card đồ họa rời là 8GB, ổ cứng SSD, rồi sử dụng với là hai màn hình. Đó, đầy đủ như vậy, bàn phím chuột đầy đủ luôn. Thì với cái nhu cầu này thì mọi người sử dụng để dựng phim được nè. Các bạn xài cấp cách nè, xài Premiere có thể dựng phim ok. Chơi những game như Liên Minh đó, hay FIFA nhẹ nhẹ thì có thể ok. Với lại là quan trọng là chúng ta có thể live stream trên tất cả những nền tảng như OBS nè, live trên TikTok, Facebook. Đó, có thể đồng thời cùng lúc được hai nền tảng mà cái máy chúng ta vẫn đảm bảo được cấu hình ha. Còn về màn hình thì ở đây mình đang sử dụng màn 24 inch, các bạn có thể sử dụng màn 27, 32 tùy kích thước của các bạn ha. Tại sao phải sử dụng hai màn hình mình cũng đã nói rất nhiều rồi. Có nghĩa là một cái màn này thì chúng ta sẽ chỉnh tất cả những cái phần mềm filter mịn da, rồi những phần mềm chỉnh về âm thanh. Cái màn còn lại là một cái màn phụ để làm hiệu ứng filter. Thì nếu các bạn có điều kiện thì chúng ta nên xài những cái màn hình nó có cái độ phân giải sắc nét 2K, 4K cho nó ra cái tỷ lệ màu cho nó đẹp để mà làm về đồ họa hoặc là làm về livestream ha. Còn nếu các bạn không có kinh phí cao thì có thể sử dụng những cái màn hình với độ phân giải Full HD được rồi. Mình ưu tiên sử dụng những cái màn hình của hãng LG hoặc là VSP cho khách. Thì các bạn có nhu cầu muốn lắp một cái dàn máy không phải một cái cấu hình nó cao như vậy, mà chúng ta cần một cái dàn máy có thể để mà hát cái phần mềm Auto-Tune bên Hữu thôi, nhưng mà về laptop thì các bạn có thể không thích, thì các bạn có thể lắp cái dàn máy bàn để cho nó có cái góc làm việc nó đẹp ok. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho Hữu với giá thành nó rẻ hơn, từ 10 khoảng mười mấy cũng có ha. Rồi các bạn muốn kinh phí thấp thấp thì tầm khoảng 8-9 triệu vẫn có. Còn riêng cái dàn này thì bên Hữu đang build nó tầm khoảng trên 25 triệu ha, là luôn hai màn hình. Còn màn hình là tùy các bạn phối vào nha các bạn nha. Cái giá thành nó có cao hay không là tùy cái màn hình với cái độ phân giải nét 2K hoặc là 4K. Đó, còn đối với một cái cấu hình mà livestream về bán hàng thì các bạn có thể xài i5 thế hệ 13 là được rồi. Còn ai mà muốn mạnh nữa thì cứ build i7 hoặc là i9 ha. Đó, thì ngoài việc mà Hữu đang cung cấp về những cái laptop đã qua sử dụng cài sẵn phần mềm Auto-Tune cho các bạn từ khoảng 6 triệu thì mình sẽ có thêm một cái giải pháp máy tính bàn ha, mới bảo hành cho các bạn luôn ha. Đây là máy mới bảo hành cho các bạn mà là 1 năm. Đó. Rồi về phần mềm thì bên mình sẽ có những chính sách 6 tháng, 12 tháng tùy gói các bạn cài. Đó, thì bên Hữu vẫn đang cung cấp cái giải pháp về phần mềm âm thanh là từ xưa rồi, Auto-Tune. Và giải pháp gần đây là phòng livestream gói mịn da và live trên đa nền tảng. Ok, cái main này mình build là nó có một cái card wifi cũng khá là tiện lợi ở đây ha. Nó có wifi dành cho các bạn là không muốn gắn dây rườm rà, nhưng mà cái băng thông của nó vẫn đảm bảo chúng ta có thể livestream được, sử dụng không cần cắm dây. Nếu mà cắm dây thì nó sẽ ổn định hơn mọi người ha. Đó, thì các bạn có thể xem sơ qua một cái dàn máy này. Thì đây cũng là một cái dàn máy mà một chị khách của Hữu ở Long An chuẩn bị lắp thêm một dàn nữa để mà livestream game bằng điện thoại ha, nhưng mà livestream trên những cái nền tảng như là TikTok. Đó, thì đây mình test để chuẩn bị đi để setup sẵn phần mềm. Rồi, cảm ơn các bạn chị rất nhiều. Các bạn quan tâm tới cái giải pháp livestream hay là về máy tính cài sẵn phần mềm thì liên hệ trực tiếp cho bên Truyền Hữu nha. Cảm ơn các bạn chị rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh. Mình sẽ ra nhiều video clip khác. Xin chào và hẹn gặp lại.